Cái này cây nó ua công nha bạn. Cái này cái hoành nó cũng lớn lắm. Hoành nó được 42, 43. Mình đo hơi xệ này cho này. Đây mình mắc cầm cái điện thoại đó, nó khoảng 42 đó. Còn tại nó có cái rễ trường ngay chỗ này nè. Nguyên cái cục đế nó thì tới 62 lận. Có cái rễ trường ra cái này, cái đế vòng vòng thì đẹp. Chỗ nào hồi xưa, cái nào hồi xưa người ta có ấy đế, người ta có trích đế, sắp đế. Vậy mình trích lại một lần rồi. Chiều cao nó khoảng 45 à, 44-45. Nuôi bồ công nha bạn, nuôi bồ công nó nhỏ, cái này cây trung sim á. Có mấy cái cốt này nuôi chiền ra nè. Mấy cái cốt mà sao nó bự, mấy cái bắp sao nó bự. Cái bắp này khoảng 20 mấy. Cái mặt sau nhìn nó đẹp hơn, mặt sau nhìn nó nu đẹp hơn. Cái này mốt về xuống đế đó, nó còn ở dưới nó bự lắm. Xuống đang nuôi trong cái chậu bự nên mình không có. Mà nếu gỡ thì mình sẽ con tàn lại tí xíu rồi mình gỡ cho mấy bạn. Mặt cắt thì nó chỉ còn mặt cắt ở đầu này chưa xong rồi, tại xưa mình nuôi lại. Mà cắt đầu cành, mấy mà cắt đầu cành nó cũng chưa tràn qua hết nè. Này bắp. Nuôi công cái này trước có khách chốt mà rốt cuộc cũng bị bỏ lại luôn. Cái bự bóp vô ngon. Nuôi công nha bạn, mấy cái phôi lớn lớn này giờ nó cũng hết rồi.